Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe Hải Đăng. Video này thì mình làm để hướng dẫn một bạn khách hàng mua bộ dynamo xe đạp bên mình về mà không biết cách lắp dây điện. Nhân tiện thì mình làm video hướng dẫn cho các bạn nào cần. Thì đây là chiếc dynamo phát điện của xe đạp. Khi bạn áp chiếc dynamo này vào bánh xe, khi đạp thì bánh xe sẽ quay và làm cho dynamo chuyển động. Nó sẽ phát ra điện để thắp sáng bóng đèn. Ở phía dưới chiếc dynamo này thì nó có hai cực, thì đây chính là hai cực phát ra điện để bạn lắp với bóng đèn. Nhiều bạn mua về và không biết cách lắp dây như thế nào, nhiều bạn phải hàn dây, khá là mất thời gian. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ dùng hai ngón tay nhấn cái phần này xuống. Và một tay bạn sẽ giữ, sau đó là bạn sẽ cho dây điện vào và bỏ tay ra, như vậy là xong. Nó sẽ cố định dây rất là chắc chắn. Bạn cũng làm tương tự với bên còn lại. Như vậy là xong, rất là đơn giản. Dây kẹp khá là chắc chắn, các bạn có thể yên tâm. Khi quay thì nó sẽ tạo ra điện để phát sáng bóng đèn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách nối dây cho củ phát điện dynamo của xe đạp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn.